Từ khi có dịch tả lợn châu Phi, giá lợn xuống thấp, doanh nghiệp này tăng năng suất cấp đông thịt lợn thêm 100 con một ngày. Và theo kinh nghiệm của họ, việc cấp đông thịt lợn đòi hỏi máy móc, kỹ thuật pha lóc, chi phí lưu kho đông nên giá thành thịt đông sẽ cao hơn thịt nóng bình thường. Cái khả năng tiêu thụ cái thịt đông lạnh này ở thị trường như thế nào? Câu hỏi này doanh nghiệp rất cần. Như vậy thì các cơ quan ban ngành phải có một sự dự báo tốt cho các doanh nghiệp để chúng ta có một cái chuẩn bị. Một lo lắng mà nhiều doanh nghiệp tham gia cấp đông là làm sao để đảm bảo an toàn dịch bệnh trong quá trình cấp đông lợn kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Phải xây dựng được một cái hướng dẫn về tổ chức giết mổ, bảo quản, lưu thông. Nếu trong trường hợp phát hiện ở công đoạn nào thì bảo vệ doanh nghiệp như thế nào, hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào. Bởi vì nếu khi cấp đông là cấp đông hàng ngàn tấn thì hàng bao nhiêu chục tỷ, hàng bao nhiêu trăm tỷ. Một băn khoăn nữa mà nhiều sở công thương tại các địa phương chỉ ra là thiếu cơ sở cấp đông lớn, quy mô gắn với chế biến pha lóc thịt. Ở tỉnh hiện nay không có cái kho cấp đông để mà thực hiện theo cái kho cấp đông là theo cái chuẩn mà âm 40 độ C để thực hiện trữ đông. Chi phí thuê kho cấp đông lên đến 20 đến 22.000 đồng một tấn trên một ngày. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị lãi suất hỗ trợ cấp đông bằng 0%, thậm chí tiến độ trả nợ vốn vay ngân hàng cũng nên theo tiến độ giải phóng lượng thịt cấp đông.